Rồi nhá. Vâng, xin chào bạn. Hôm nay là cậu bé 8 tuổi. Cậu bé 8 tuổi rồi. Bao nhiêu tuổi? Thế là không 8 tuổi là mấy tuổi từ giờ? Thế hôm nay là bao nhiêu tuổi? 8 tuổi đúng không? Thế cậu bé đá bóng nhá. Hôm nay cậu bé đá bóng sẽ thể hiện trình độ sút xa từ đây vào gôn. Các bạn nhìn thấy gôn không? Bạn sẽ sút bằng quả mu lực mạnh và cho sút vào gôn xem các bạn có sút được không? Cậu bé sẽ cố gắng sút ở khoảng cách là 30m, từ đây đến kia là 30m. Đâu, chỗ kia là 20 rồi, 16. Chỗ này phải 25m rồi. 25m. Từ nào. Ok. Cậu bé 8 tuổi, cậu bé đá bóng sẽ sút từ khoảng cách là 25m vào gôn. Với quả mu lực mạnh, tập trung vào bóng cái kia, không phải quay lại đây. Xem thể hiện trình độ thế nào nào. Đá được quả vừa rồi, đá được rồi. Bây giờ cứ bình tĩnh mà xua gôn thôi. Nào. Sút trượt. Sút lại. Quật. Vâng, đây là buổi tập thứ hai. Bình tĩnh thôi. Buổi tập thứ hai của bạn 15 tuổi. Đấy, vẫn còn đang chệch choạc. Bình tĩnh mà, chú bảo bình tĩnh mà, đi chậm thôi. Cổ chân mềm mại ra. Rồi, cứ đi bình tĩnh nào. Chúc mũi chân lên. Người trùng xuống. Không để bóng nó đi theo cái ý của nó. Đúng rồi. Tiếp. Nhớ là không để bóng nó đi theo ý của nó. Mình phải điều khiển nó. Rồi, khá hơn rồi đấy. Cố gắng nó chỉ 1-2 tuần thôi. Nếu mà cháu chịu khó tập chỉ 1-2 tuần là khéo. Dần là chú sẽ cho thu nhỏ cái này lại. Cái này vẫn là đang hơi to một chút. Chỗ này đang ở hơn 1m. Nào, lái lại lần cuối nào. Tập trung mà đừng để bóng nó điều khiển mình nào. Điều khiển nó nào. Hơi mệt đấy, thả lỏng người ra. Cúi xuống, mũi chân. Má trong. Má ngoài. Má trong. Má ngoài, xoay. Má trong, má ngoài. Má trong, má ngoài. Má trong, má ngoài. Đấy, cái đấy là lúc đấy mình phải tinh ý, mình phải nhanh vào. Lúc mà điều khiển má trong, má ngoài là lúc mình đang bắt bóng nó phải theo mình. Thì mình phải nhanh vào. Má ngoài, má trong. Má ngoài, má trong. Má ngoài, má trong, má ngoài, xoay, xoay. Má ngoài, má trong, má ngoài. Đấy, vội nhanh mà. Lái chỉ cần sai một tí thôi là sẽ bị. Rồi rồi, cứ bình tĩnh thôi. Nào cậu bé đá bóng nào, lấy bóng đi. Bóng đâu? Sợ không biết, bóng vừa đá đấy mà không biết. Sợ rắn à? Thế bóng đâu? Không thấy đâu à? Vâng, bây giờ là quả sút lần thứ hai của cậu bé đá bóng. Với quả mu lực mạnh. Khoảng cách 30m. Đấy, thấy chưa? Vào chưa? Thế bảo không vào được, bảo không sút được. Rất tốt. Nào, đi chậm thôi nào. Thả lỏng ra. Rồi. Má ngoài. Má trong. Má ngoài. Má trong. Xoay luôn. Má ngoài. Má trong. Má ngoài. Má trong. Má ngoài. Má trong. Đấy. Nó sẽ có khoảng to và khoảng nhỏ. Giữa khoảng to thì cháu dễ qua, khoảng nhỏ là cháu lại phải điều khiển, phải biết quan sát nhanh. Chứ không phải là qua cái marker lúc nào nó cũng đều nhau cả. Rồi, từ từ. Đấy, chỗ đấy là nhỏ hơn. Đấy. Tốt, xoay. Chỗ này chậm lại này. Đấy, chỗ đấy nhỏ. Thoải mái chưa? Đúng rồi.
Đấy, sao lại vội cái má trong là mình phải điều khiển bóng cơ mà. Chỗ đấy mình phải điều khiển cố gắng là lái chuẩn vào. Mũi chân, đừng có để cái chân nó ngang ra thế, thả lỏng cái cổ chân ra. Nào cậu bé bóng đá nào, làm quả từ 27 mét nào. 8 tuổi. Sút mu, đừng có nhìn chú, nhìn tập trung vào bóng và tập trung vào gôn. Tập trung. Sút theo ý của mình, bắt nó phải theo mình. Úi giời. Úi giời. Thôi nhá, tập lại nhá. Quả vừa rồi là đã bị sút vào bên cạnh bên của trái bóng và không đúng tâm. Cậu bé bóng đá thể hiện lại một quả cuối cùng rồi này. Trúng tâm bóng thì mới vào được này. Đấy. Khoảng cách này tương đối xa. Nào sút đi. Thể hiện trình độ nào. Úi giời ơi. Thế là tốt rồi, sút được khoảng cách này là tốt rồi. Lái bóng chuẩn lên tí nữa được. Má trong, má ngoài, má trong này. Đấy, chỗ đấy nó nhỏ hơn mà. Cái mũi chân phải đẩy dứt khoát vào. Đẩy dứt khoát là nó mới nghe mình. Đấy, dứt khoát vào, đúng rồi. Dứt khoát vào, khi nào ấy dứt khoát vào. Dứt khoát sang. Đấy. Hơi mạnh rồi. Rồi bây giờ mình chưa quen lực, điều chỉnh lực phải dần dần thôi. Lại lần nữa nào. Đấy, bây giờ mình sẽ điều chỉnh lực nó mạnh và nhẹ nó chưa quen. Dần dần rồi sẽ quen, rồi sẽ điều chỉnh tốt. Đấy. Tốt. 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 Đấy, chỗ đấy lại bị mắc đúng không? Thôi rồi, đây là mới buổi thứ hai không sao cả. Thế là tốt rồi. Mệt chưa? Cố gắng lên. Tốt. Tốt. Đấy, cậu bé đào bóng đã khéo hơn rồi. Các bạn xem cậu bé đã đào bóng sau 2 tuần đã khéo lên rất là nhiều. Tiếp đi. Tiếp đi, lần thứ 3 đi. Chưa chi đã thôi. Rất khéo. Bây giờ là không phải là gà nữa rồi. Lần trước đưa lên người ta bảo là gà, hiểu không? Có một bạn comment là bảo là gà. À, bây giờ mình không gà nữa. Bây giờ là mình sắp sửa thành chuyên nghiệp rồi. Sắp khéo rồi, chỉ còn 2 tuần nữa là khéo. Bây giờ mới tập được có 2 tuần đúng không? Đúng không? Lần sau là mình sẽ thành gà trọi. Thôi cố lên nào, lần nữa đi. Làm lần nữa cho các bạn xem. Nhiều bạn 8 tuổi chưa làm được đâu. Đấy, rất dẻo. Thấy chưa? Các bạn thấy cậu bé ta 8 tuổi đã tiến bộ chưa ạ? Rất khéo, má trong. Má ngoài, má trong. Má ngoài, tiếp một lần nữa. Bắt đầu mệt là sẽ díu chân. Rất tốt. Ok, lên lần đến kia là nghỉ nào. Không được chạm. Rồi, rất tốt. Rất tốt. Ok. Quá tuyệt vời rồi.